Tiết lộ, muốn mắt sáng khỏe, cứ uống 5 ly nước này, mắt yếu đến mấy cũng khỏe, nhận 100 điều kỳ diệu. Cô bác thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có một đôi mắt khỏe mạnh đúng không ạ? Thế nhưng trong tình trạng khói bụi, ô nhiễm, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, TV đang dần phá hủy và bào mòn thị lực của chúng ta, dẫn đến mắt mờ, mắt kém, đục thủy tinh thể, thậm chí là mù loà. Việc chăm sóc đôi mắt là vô cùng quan trọng để có thể vừa đảm bảo sức khỏe mắt, vừa dễ làm lại rẻ. Chính vì vậy các bác sĩ chuyên khoa đã khuyên uống 5 loại nước này. Uống đến đâu khỏe đến đó, chống lại đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, thậm chí là lọc gan, bổ phổi, nhận 100 điều diệu kỳ. Vậy cụ thể 5 loại nước nào là đại bổ cho đôi mắt của chúng ta? Có gì cần lưu tâm khi uống chúng hay không? Xin mời quý cô bác cùng chương trình Yêu Sức Khỏe đi tìm hiểu trong video ngay sau đây nha. Những dấu hiệu này thường rất đơn giản và dễ mắc phải trong cuộc sống hàng ngày, nên hay bị chúng ta bỏ qua hoặc không chú ý. Đến khi chúng gây ra sự khó chịu, đau nhức ngoài sức tưởng tượng thì mới tìm cách điều trị, khắc phục thì đã quá muộn. Để biết rõ hơn, chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số dấu hiệu bất thường cảnh báo bệnh lý ở mắt. Cô bác hãy đặc biệt chú ý nha. Đau và nhức mỏi mắt, đây có thể là hiện tượng khá phổ biến, cảnh báo của chứng rối loạn điều tiết. Đặc biệt, khi cô bác trong trạng thái thiếu ngủ hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trong thời gian dài khiến cho mắt không được nghỉ ngơi thì sẽ gây ra tình trạng đau, nhức mỏi mắt. Ngoài ra, nếu cô bác nào mắc phải chứng tăng nhãn áp cũng có thể gây ra tình trạng trên. Còn trường hợp đau nhức nhiều và kéo dài, kể cả khi nghỉ ngơi thì cô bác cần phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám ngay nhé. Xuất hiện những đốm đỏ trong mắt. Nếu bỗng nhiên xuất hiện những đốm đỏ trong mắt thì rất có thể đó là những mạch máu li ti dưới kết mạc bị vỡ ra khi phải chịu một tác động nào đó đến mắt như phẫu thuật, va chạm. Thông thường thì những đốm đỏ này sẽ tự tan sau vài ngày hoặc một tuần. Ngoài ra, xuất hiện những đốm đỏ trong mắt cũng có thể xảy ra đối với cô bác nào bị bệnh tiểu đường. Khi lượng đường trong máu quá nhiều sẽ khiến cho các mạch máu nhỏ bị tắc nghẽn, sưng lên và bị vỡ. Nếu như không được xử lý kịp thời thì sẽ khiến cho thị lực bị suy giảm nghiêm trọng. Dấu hiệu nguy hiểm nhất chính là mất thị lực. Nếu gặp trường hợp mất thị lực, cần đi cấp cứu ngay lập tức. Nguyên nhân đầu tiên có thể là do đột quỵ, tai biến gây nên, hoặc cũng có thể do tăng nhãn áp, võng mạc bị bong ra, mạch máu bị tắc nghẽn hoặc thậm chí là u não. Do đó, cần đến phòng cấp cứu để ngăn ngừa mất thị lực vĩnh viễn cô bác nhé. Cô bác thấy đấy, chỉ qua những dấu hiệu rất đơn giản thôi cũng đã có thể cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm về mắt. Vậy nên, việc bổ sung các chất dinh dưỡng giúp bảo vệ mắt là vô cùng quan trọng và cần thiết hiện nay. Để không mất thời gian của cô bác thêm nữa, sau đây chính là 5 loại nước thần dược đại bổ cho đôi mắt sáng khỏe trọn đời. 1. Nước trà xanh. Tôi cũng xin chia sẻ luôn câu chuyện của bố tôi, thì cô bác sẽ hiểu được ngay vì sao trà xanh lại là bí quyết bảo vệ cho đôi mắt toàn diện. Thực tế, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin B2, C và E, do đó giúp bảo vệ mắt khỏi bệnh tăng nhãn áp, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mù lòa. Mặt khác, các chất chống oxy hóa khác như catechin sẽ tiếp cận các mô trong mắt và võng mạc, từ đó giúp phục hồi thị lực nhanh chóng và ngăn chặn các bệnh về võng mạc. Đặc biệt, trà xanh có chứa chất lutein và zeaxanthin, hai chất này có khả năng bảo vệ mắt khỏi tác động của ánh sáng xanh, giúp giảm nguy cơ bị bệnh mắt liên quan đến ánh sáng xanh như quáng gà, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Hơn nữa, trà xanh vốn được biết đến là có tính sát khuẩn cao, vì vậy giúp mắt ngăn chặn triệt để vi khuẩn, virus, gây viêm nhiễm và kích ứng mắt. Rất đơn giản, cô bác chỉ cần pha trà ở mức vừa phải, ngày uống khoảng 2-3 chén trà là đủ. Lưu ý là không uống quá đặc, vì chất tannin trong trà sẽ gây bất lợi cho sức khỏe như mất ngủ, nhịp tim nhanh và mệt mỏi. Hợp chất này cũng làm cho protein trong thức ăn trở nên cứng lại, ức chế sự hấp thụ của chất sắt, nên cô bác hãy uống trà sau khi ăn khoảng 30 phút nha. 2. Nước lọc. Chắc hẳn cô bác đã được nghe nhiều về việc uống nước thường xuyên rất tốt cho sức khỏe, nhất là các bệnh về thận và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót rất lớn nếu cô bác chưa biết đến lợi ích tuyệt vời của nước lọc dành cho đôi mắt. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho biết việc không uống đủ nước sẽ gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt, đặc biệt là nhức mỏi, khô mắt, lâu dần sẽ dẫn đến đỏ mắt, gây ra viêm kết mạc, nhiễm trùng, trầy xước, tổn thương giác mạc, suy giảm thị lực. Lúc này, việc uống nước lọc thường xuyên sẽ giúp cho đôi mắt được cấp ẩm, đảm bảo mắt tiết đủ nước mắt, giảm mệt mỏi, căng thẳng cho mắt, duy trì khả năng nhìn rõ. Bên cạnh đó, nước lọc còn làm giảm độ nhớt của máu, cải thiện tuần hoàn máu đến mắt và cung cấp dưỡng chất cho các cấu trúc mắt. Nước lọc sạch sẽ giúp loại bỏ chất độc và cặn bã trong cơ thể.
giảm nguy cơ vi khuẩn và virus xâm nhập vào mắt, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn viêm nhiễm và bảo vệ cho mắt sáng khỏe trọn đời. Tuy nhiên, không vì thế mà cô bác lạm dụng nước lọc đâu nhé. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta chỉ nên uống khoảng 2 lít nước một ngày. Ngoài ra, cô bác nên chia nhỏ lượng nước vào các khoảng thời gian trong ngày, có thể uống 3 ly nước vào buổi sáng, 3 ly vào buổi chiều và từ bữa ăn tối trở đi, cô bác chỉ nên uống 1 đến 2 ly nước thôi nhé. 3. Nước chanh. Cho tôi hỏi ở đây có cô bác nào thường xuyên tận dụng chanh để nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình không ạ? Nếu có thì cô bác hãy chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới video này để chúng tôi biết những cách mà cô bác sử dụng chanh trong cuộc sống hàng ngày với nhé. Sở dĩ như vậy là vì nước chanh có chứa vitamin C dồi dào, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể bảo vệ mắt khỏi tổn thương của các gốc tự do, củng cố mạch máu, cung cấp dưỡng chất cho mắt. Nước chanh cũng chứa flavonoid, chất cần thiết cho sự phát triển của giác quan, đồng thời có khả năng bảo vệ mắt khỏi tổn thương do các tác động tiêu cực của ánh sáng mặt trời, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử như điện thoại, TV, máy tính. Mặt khác, nước chanh còn có khả năng làm dịu giác quan, mỏi mắt và kích ứng mắt, giúp mắt cảm thấy thoải mái hơn. Chất chống viêm, kháng khuẩn có trong nước chanh sẽ giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và viêm loét trong mắt, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng mắt hiệu quả. Thế nhưng uống nước chanh mỗi ngày chỉ tốt cho mắt và sức khỏe nếu cô bác uống với liều lượng dưới 2 quả chanh. Việc lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn đến các hệ lụy khôn lường như hỏng màng răng, rụng răng, trào ngược và viêm loét dạ dày, thực quản. Cùng với đó cần pha loãng chanh, tuyệt đối không nên uống trực tiếp cô bác nhé. 4. Nước dừa. Chắc hẳn khi nghe đến đây nhiều cô bác sẽ thấy ngạc nhiên vì dừa được biết đến chủ yếu là giải khát, thanh nhiệt mùa hè, chứ nói tốt cho mắt thì có vẻ hơi sai đúng không nào? Nhưng cô bác sẽ thay đổi ý kiến ngay thôi khi xem xong hết video này của chúng tôi đấy ạ. Bởi các chuyên gia đã chỉ ra rằng trong nước dừa chứa đường, chất béo, axit amin, kali, magie và các enzyme, các vitamin B, vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, nguồn kali giàu có giúp duy trì cân bằng nước và điện giữa các tế bào trong mắt, cải thiện tuần hoàn máu và cung cấp dưỡng chất cho mạch máu trong mắt, giảm cảm giác khô, rát, đỏ và kích ứng mắt. Ngoài ra, nước dừa chứa lượng lớn vitamin C, chất chống viêm, chống nấm, giúp giảm nguy cơ viêm loét trong mắt và bệnh nhiễm trùng mắt rất tốt. Có thể thấy rằng nước dừa không những là thức uống giải khát mà còn rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu cô bác đang có những vấn đề về sức khỏe như huyết áp thấp, bị bệnh thận hay mới phẫu thuật xong thì tốt nhất không nên uống, tránh tình trạng bệnh thêm nặng hơn. Cô bác nhé! Đến đây bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng để lại ở phần bình luận. Ban biên tập sẽ giải đáp tận tình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.